Để mình đứng qua đứng lại cho nó thông thoáng. Hello, xin chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV nha. Hôm nay thì mình muốn cùng với cả nhà trải nghiệm với Sinh và cùng với mấy đứa cháu mình về cái món trứng gà. Mình sẽ dùng cái trứng gà là như thế nào thì cả nhà nhớ theo dõi cái kênh của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ dùng mấy cái trứng gà này ra để mà mình làm hộp gà nướng nha cả nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ làm như đây nha. Mời cả nhà bắt đầu xem nha. Có nó sơn màu không gì? Nhà sơn. Đây con nó sơn màu giống nãy. Sợ sơn màu giống nãy chết luôn. Là bà ngoại lấy chanh. Nó tiêu không ta? Cái áo. Chị nên lấy đi gì đâu. Nó nói gì đâu. Mình mua một rổ trứng về nha cả nhà. Đó, mình mua rổ trứng về để chuẩn bị làm trứng nha. Làm mình sẽ làm hộp gà nướng nha cả nhà. Ở ngoài quán thì người ta làm sao thì mình biết, nhưng đối với mình thì hôm nay thì mình sẽ tự tay mình trải nghiệm và làm thử cái món này nha. Mình sẽ cùng ăn với mấy đứa cháu của mình nha cả nhà. Rồi bây giờ bắt đầu mình làm thôi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ lấy một ít than ra. Hôm nay mình nướng trời rớt cái này cả nhà ơi. Bữa mình làm mạnh quá cái rớt cái ông lò ông táo mình này. Bây giờ mình sẽ lấy cái lò này ra rồi mình nướng hộp gà nha cả nhà. Đi dạ. Đi thôi. Để đây đi. Đây là than nè. Để qua đây. Rồi, để qua đây. Bữa nay ăn cái gì vậy? Không có đồng tiền đâu. Ăn cái gì? Bữa ăn. Mình ăn cái gì? Mình ăn gì bột? Mình ăn gì bạn? Cậu trừ cho hai cái trứng. Hai trứng không? Trừ cho hai cái trứng. Hai cái trứng. Cậu cá. Ủa quả mấy ngàn. Quả 5 ngàn. Thấy chưa, ghê chưa? Đừng bắn người ta, Thôi thôi. Thôi hung dữ ghê quá. Có khẩu súng ghê quá. Đâu bắn ra kia, bắn ra kia. Ra thiệt cho nó bắn ra này nè. Bắn ra này, bắn đây. Bắn đi mất mẹ mình. Bắn đi cho người ta coi kìa, bắn đi cho khán giả xem. Đó, trời. Bước thang. Bắn ra ngoài này nè, bắn ra biển coi thử coi. Mạnh lên. Đó, bắn đi. Đó. Rồi bắn đi. Ghê chưa, Ghê chưa, từ từ. Bây giờ mình nở hả? Thôi, bây giờ mình nở. Rồi bắn đi. Bắn đi. Ghê chưa? Hết nước chưa? Rồi còn nhiều, hơi nước này nhiều quá. Xuống này bắn dữ à? Bắn đi. Bữa ăn hả? Ok. Giờ mình lấy than ra, mình để đây nha cả nhà. Để đây, than đựng nhiều quá. Cái gì vậy? Ốc đâu? Thấy ốc không? Vậy hả? Mẹ con ở đây. Từ đâu? Mẹ con. Quen nè. Bắn cái gì?
cậu á. Ở chỗ con á. Dạ. Về lấy trứng gà ra hả? Đây là gia vị nha, muối, đường, ngọt, tiêu. Rồi mình chuẩn bị hết, sau đó mình lấy trứng gà ra, mình vừa mới rửa xong rồi cả nhà. Lấy trứng gà ra, mình bỏ vô đây, quậy quậy, lấy vừa đủ thôi cả nhà. Giờ là mình sẽ bỏ gia vị vào nha cả nhà. Nếu cả nhà nào thích ăn ớt thì bỏ ớt vô nha. Mình làm cho mấy đứa cháu mình ăn nữa nên không bỏ ớt được. Có bỏ tiêu không? Có tiêu không? Bỏ chút ít tiêu không? Bây giờ mình bỏ ít tiêu nha cả nhà, bỏ ít tiêu vô. Okay. Có gì nổi gà? Mình đã chuẩn bị than rồi cả nhà. Đó, chuẩn bị than rồi đó. Hôm nay thì trời im nha. Trời hôm nay rất là im. Trời rất là im. Đây 18 trứng mà bị bể hết 2 trứng rồi. Nếu một chút đó mà mình đổ vô mà không có, mình đổ vô mà nếu mà không có đầy, ý là không có đủ trứng thì mình sẽ bỏ một cái chén để mình hấp mấy cái còn lại nha. Lâu quá mới quay phim lại đúng không? Cái đầu đẹp quá vậy, đầu đầu ai hết vậy? Mẹ hết, ý mẹ biết hết luôn, xạo chưa? Thiệt mà. Ủa sao sao bữa giờ quay nhiều TikTok luôn không? Quay lên có động lực quay thêm. Yeah, ok ok ok. Quay đúng sàn. Chào khán giả đây, nói gì với khán giả đây? Chào khán giả, tôi là Nhân Bé, hôm nay tròn 539 tuổi. Ghê yeah, vậy, sống dài vậy? Sống lại, sống dài bất tử quyền thoại. Vậy hả? Mà tôi nói với khán giả không? Lâu quá mới gặp khán giả nè. Sống dài bao giờ? Tôi nói với khán giả không? Lâu quá nhỏ này chưa gặp khán giả, tôi nhỏ này hơi bị điên, chúng tôi mong khán giả không không nói điên. Nói với khán giả bạn lâu quá thằng Nhân nó bị điên các bạn con trẻ. Hay thằng chó mất dạy thôi. Rồi bạn có muốn gì lâu quá gặp khán giả bạn lấy vô không? Bạn lấy khán giả chưa hả? Không giờ đen. Giờ đen quá vậy, tôi gặp lâu quá gặp khán giả nói vô. Điện thoại Google, điện thoại Google đâu em hả? Hai điện thoại Google kìa. Tôi có cái bụng. Tôi có cái bụng. Tôi có cái áo. Bẻ hai chứ. Tôi cứ lấy cái phải chạy. À cả nhà ơi, bây giờ mình đã làm xong cái món trứng này rồi. Trời ơi xấu, nó xấu ghê. Xấu cả nhà ơi, xấu quá. Đứa cái mỏ hát đi. Bây giờ là mấy đứa cháu mình nó đang ngồi chờ. Đang ngồi chờ cái món trứng này. Vợ của mình nó đang hấp. Đang hấp cái trứng này cho nó chín luôn. Sau đó mình đem lên mình nướng qua một chút nữa. Mình nướng sơ qua trên than nữa. Rồi mình thưởng thức cái món trứng này cả nhà. Đâu? Quay mày nè. Ôi hầm găng ghê quá à. Hầm găng ghê quá ơi. Chào khán giả đi nha bạn.
Tôi xin chào tất cả khán giả nha. Chào cả nhà. Rồi vậy thôi mình chào bóng trứng nha cả nhà. Con gà đi, tào lao mà. Má bậy lắm cả nhà, tào lao quá. Hát cái gì mà tôi? Hát cái gì? Hát đàng hoàng đây rồi, cho hát lại lần nữa đi, cơ hội cuối cùng nha. Không được hát đâu, hát nhạc trẻ em đi. Hát con cò bé bé đi. Hoặc là em đi học về đi. Hát cái gì đâu mà. Được chưa? Rồi, thôi cho ca sĩ này qua bên đi. Chúc suy nghĩ bài hát nữa đi. Rồi giờ tới hát được không? Rồi giờ hát nha. Xin giới thiệu với mọi người, Văn mình sẽ hát bài Hoa Có Lâu nha. Ok. Mong đôi hoa có lâu, chỉ biết anh luôn là người đứng sau. Mong cuộc tình anh vẫn cô sâu, giữ riêng anh nói sau. Gió mềm này từ đâu đến đây, khiến con tim này đâu đến vậy. Vì một người đã đến xin lấy, nhưng không đâu về. Nhìn bông hoa rơi giống như lòng mình cần nhiều chơi vơi. Chiều mưa rơi không bến đời, nhưng anh vẫn chờ em tới. Ngàn yêu thương sau cuối, xin đừng là bầu trời em ơi. Yêu em không nghĩ ngơi, gà si tình chỉ cần thế thôi. Ôi, giờ hết rồi Phong, vỗ tay đi, vỗ tay cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà nha. Ồ, nghe hàm răng nghe cho khán giả vui vẻ xíu rồi. Ok, rồi vậy là cảm ơn cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã nghe những bài hát của mấy đứa cháu mình. Rồi, bây giờ mình sẽ ngồi chờ một chút nữa rồi mình thưởng thức cái món trứng nướng cả nhà. Được coi than chín tới đâu rồi. Ngày nào than chín tới rồi. Chút nữa sẽ chín thôi. Mình có chuẩn bị cái vị nướng này cả nhà. Để lát để trứng đây nè, nướng nó dễ. Chờ than nó chín hết luôn ha. Ok. Mình coi thử nha. Ô, quá trời nóng cả nhà. Để quá chàng ha. Con đó chị tao uống mày đó. Chị tao á. Trời ơi. Chị trả lỡ cho em. Bỏ thêm miếng chanh vô á. Ngon. Mày đi về đi, về đi. Giờ mình bỏ than lên cả nhà, ở đây nha. Bắt đầu mình nướng trứng nha cả nhà. Rồi, chúng qua nướng đi. Chúng qua nướng được rồi. Mình nướng sao trời? Cái gì? Lấy lại đi. Tao đứng. Tự nhiên con sụp lắm mà. Làm gì đúng rồi. Ủa tao sụp thắng nhưng mà. Làm đúng rồi. Không. Mình đang nướng trứng với cả nhà ơi. À, trứng sau lưng mình nè cả nhà thấy không? Mình đang nướng trứng nè. Than á, than hơi bị nhiều. Nói chung là mình nãy giờ mình cũng bỏ hơi nhiều chứ không có nhiều quá cả nhà. Quá cho thơm cả nhà ơi. À, thơm không? Mới nổ cái cơ. Không phải. Nổ kìa. Là chắc là mình... người ta làm trứng rồi. Hiểu không? Là lật qua lật ra. Lấy cái nó ra đi. Lấy từ để gõ qua cho nè. Con cầm ở đây nè, con cầm ở đây không nó dơ. Bên đây cái trứng này còn nguyên, bây giờ nó nứt một nửa luôn nè. Cái trứng nó không nứt cái chân ta. Phải không? Do lửa nó hơi cao á. Con để lên, lấy lên con, lấy lên đây nha. Ê, chết cha. Con lật qua đi, lật cái khui vậy nè. Cái lật lui được rồi. Lật cái khui cho nó. Ôi, trứng này.
vàng quá. Ui, đưa lên, đưa lên, đưa lên. Quá trời thơm quá nha. Nhất đứa nắp luôn. Là nhất hén luôn. Thôi gì em đi. Cho mày ngoài nè, mày vô trễ không là lụm hết luôn. Vô trễ lụm hết luôn. Trời ơi, hát nhạc luôn rồi con. Ai đi qua giúp mình được không? Đây, con chỉ có chạy lên thằng Mỹ mà lấy thôi. Rồi bây giờ mình đi chống mình nó bắt đầu lấy trứng ăn ở nhà đó, ăn cơm trứng luôn. Rồi, lấy đi chồng. Rồi đi. Rồi. Thiện nóng rồi, thiện ơi, chừng nóng rồi con ơi. Nhân ơi, con lấy nè thiện Nhân ơi. Qua đây lấy cá này nha. Có cơm ăn nè, nó lấy nè. Tại do mình nó đi lấy đồ ở nhà nên mình để bị khác á. Nó mới chống của đem cơm theo nè. Trên đây thì còn có 4-5 cái trứng thôi, 5 cái còn 5 cái. Để mình nướng qua nướng lại cho nó thơm thơm. Lấy đại đi con, lấy đại chứ nào cũng được. Con lấy đại đi nha. Lấy đại đi còn nướng xong con đem qua bển luôn. Ăn dĩa hả? Con lấy dĩa đi để con đổ bể đó, đổ bể. Rớt rồi, rớt rồi. Cho mọi người ăn hết nha. Khỏi đi em ơi. Sao đâu? Mình ăn ở đây cho mọi người thưởng thức luôn. Rồi ok nha. Giờ chín hết rồi đó, thôi đem xuống con nha. Giờ thì đặt lên đó mày. Rồi nè. Rồi vô cho mày, vô tư. Vô đây. Đây, đồ ngon tới đây. Ở con cơm này nè. Quá trời ngon luôn. Tới các bạn kêu về. Cơm có sao đâu. Đây tươi lòng, lòng trộn trái nè. Con này ngóng. Cho cộng miếng. Ăn đi, con ăn đi. Không, lấy lấy cộng, là cộng miếng. Dễ quá tao. Đem lòng cho nè. Gì? Nó đó. Mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái hộp gà nướng như cả nhà. Trời ơi thơm quá nhà, ngon quá. Vừa đủ luôn cái nhà, như là không có ngọt quá, vừa ăn rất là ngon luôn cái nhà. Súng điện á, cá không, cái súng nó bắn ra điện, súng điện nó bắn cá. Mời cả nhà nha, giờ mình mời cả nhà. Mày ăn cơm này nha. Bỏ phí vậy để nó tao ăn mà. Rồi cái cơm ra ngon cái nhà, đã quá. Quá trời ngon. Sao tiếng ngon đây? Ngon. Các bạn? Ngon quá trời cậu ơi. Ngon quá. Quá dễ một chiếc chó. Này còn nóng trứng nè. Nóng trứng. Ê, ê. Chiếc chó rồi. Hai trứng hả? Ăn nhanh vậy? Ăn nhanh vậy? Ăn mấy trứng rồi. Trời ơi, trứng đi. Nhân lấy cái trứng ăn con. Sao Yến? Trời ơi, Yến giống như là những người trong... Ủa tao gì ăn ba trứng mày? Ăn ba trứng rồi. Ba trứng nào? Ba trứng hôm qua hả? Hôm nay là hai trứng thằng bộ. Trứng này không có nướng nha nhà. Trứng này thấp. Trứng đâu bỏ giống tay đi. Trăm mươi gram hả? Con biết ăn. Không thiện. Không thiện. Bỏ vỏ ra từ. Bỏ chiếc một chiếc chó luôn. Ở ngoài quán là mặn hả? Ghẹt à. Ghẹt luôn hả? Ghê vậy? Ngoài quán cũng mặn. Mặn
quá ngọt. Thôi bây giờ mình thưởng cái món trứng này cũng xong rồi nha, cũng ngon lắm nha. Mình mua về cỡ 18 20 trứng như nó, cái mình làm về cái nhà lâu lâu cái mình tổ chức cùng với mấy cháu mình, nó ăn rất là ngon luôn. Thôi bây giờ mình xin kết thúc tại đây. Cả nhà thấy hay và hấp dẫn, cả nhà nhớ đăng ký subscribe chia sẻ cho kênh của Sinh nó càng ngày mạnh hơn nha, để mình có động lực cùng với mấy đứa cháu để ra nhiều sản phẩm với lại nhiều cái món ăn hấp dẫn và ngon hơn nha cả nhà. Bây giờ tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Tạm biệt mọi người nha. Bye. Ăn trứng thôi cả nhà ơi, ăn tiếp nha. Lên 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 con, lên 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 nha.